nhiều ma sứ phết nào. Ok, ông này yếu. Ông này gần như là open fort luôn. Soka đi á. Các bạn tha cho tôi với. Đây bảo đánh leo top một thách đấu đánh Soraka. Soraka nó bài rất mạo hiểm. Các bạn leo top 1 các bạn không đánh được mấy bài mạo hiểm đâu. Đánh những bài an toàn thôi là tốt lắm rồi, đòi đánh mạo hiểm thì khó quá. Mốc sao không có thiết giáp mốc 4 à? Bản sao có ấy mày. Bản sao có thiết giáp mốc 4 nhá. Sau đó anh trở thành Yasuo bóng tối. Hey à. Khó nhở, thế nào mạnh hơn nhở? Sống vội vậy cứt cũng phải thôi, nó không có đồ giặt tiền. 20k Đỗ Phước Lâm, ngày nào cũng coi anh một game rồi học online. Trận này hay anh ơi, trận này hay anh ơi. Cảm ơn em nhiều, cố gắng thôi. Nói chung là trận đấy mình không làm gì được mà, mình bài mình nó chỉ đến thế mà. Yasuo ơi cố lên. Thôi bài mình nó thế thì mình đánh thế thôi em, đâu đòi hỏi gì được nhiều hơn đâu. Chỉ sợ bài đó nó xấu quá đến mức mình kiểu mình có đánh hay ấy, mình cũng không làm được một cái gì ấy. Đấy là mới khó, nhưng mà bài mà xấu đến ở mức độ vừa phải thôi vẫn chơi được thì không sao, gượng được. Ma sứ. Ma sứ ha. Chưa hai. Sẽ có những trận bài các bạn không xoay chuyển được kìa, bạn chỉ lấy top 8 thôi. Top 7 thôi. Không phải trận nào cũng xoay chuyển được. Kha'Zix có hơn Vlad không nhỉ? Không chắc. Yasuo cũng xanh à. I don't know. Chắc là mình cũng chả lấy được cái gang 3 tiền đâu, nên chả cần nghĩ về nó ha. This is the best unit for sure. Lee Sin là con ngon nhất. Mình có thể lấy, không quan tâm đến đồ của Yasuo. Ok. Đại bác thường, đại bác hắc ám nó khác nhau không à? Có em ơi. Đại bác hắc ám tăng nhiều tốc độ đánh hơn, tuy nhiên là nó vào gần nó mất tốc độ đánh đi, được chưa? Nói vậy rõ chưa? Ngu ấy nhỉ, không chạy lên chém con Varus à? Má nhìn Yasuo chém lực hết à? Lần đầu tiên tôi được đánh bài Yasuo ấy. Mấy lần trước khởi đầu toàn khởi đầu Yasuo xong rồi ra tướng khác thôi.
Lysimpe. Chiến binh đoạn này không mạnh bằng nhưng mà không, chiến binh mạnh hơn này nha. Ba chiến binh quân đoàn đồ long ma sứ đẹp phết. Đối thông á, bình thường mà các bạn chơi game đấy đâu ra chuyện không đối thông. Đối thông là chuyện bình thường. Và Yasuo ở thời điểm hiện tại mạnh mà, chẳng qua là có Yasuo để mà đánh hay không thôi. Bài tự ra luôn á, có gì đâu mà tự ra. Tôi không dùng ba chiến binh, tôi dùng cái khác thôi mà. Cái khác biệt của tôi với các bạn là nhiều lúc các bạn bảo nhặt cái áo choàng bạc ấy, nhưng mà tôi nhặt con Lee Sin. Con Lee Sin Dai ngon gấp 30 lần con Victor áo choàng bạc. Các bạn nhặt con Lee Sin Dai thì các bạn top 1 được, chứ còn các bạn nhặt cái kia là các bạn sai luôn rồi. Nãy thấy comment đọc chat của mấy ông bảo nhặt áo choàng bạc ạ. Trận này Yasuo free không ai chơi luôn này. Hy vọng thế thì sớm ra Yasuo 2 được thì tốt. Với cả Lee Sin 2. Chăn đồ 4 tiền á. Đâu, chăn đồ bây giờ tầm 3 tiền thôi. Nớp rồi. Đó. Đấy. Cái quái ra Yasuo á, lấy đâu ra. Lấy đâu ra mùa xuân đẹp thế. Hơi nghèo, mình hơi nghèo. Giờ lên cấp thì mình hơi nghèo. Mình có tự tin không ta? Tự tin là thắng được không ta? À, sức sai. Không dám lên cấp. Kể cả người ta có lên cấp thì cũng kệ thôi. Tại vì bây giờ mình Lee Sin 2 rồi. Cảm giác thế là đủ mạnh rồi, mình không thể xài tiền một cách phung phí hơn được nữa. Xài tiền cách phung phí hơn thì game này khó chơi lắm. Kể cả người ta có thích đánh không đúng thì mình vẫn phải đánh đúng bài mình hết rồi. Bốn quân đoàn khỏe hơn á, khỏe hơn cái gì? Bốn quân đoàn khỏe hơn cái gì chứ? Tôi không hiểu các bạn đang nói cái gì luôn. Ồ ha hi hu ha hu hi ho. Yeah, it's just GA. Pretty much just GA. Lee Sin gánh, Lee Sin 3 Yasuo 3. Lại gặp con Kata nữa, nhìn con Kata trông sợ vãi nổi. Thôi thua rồi, Katarina thì ai thắng được. Katarina thì làm sao mà thắng được các pro ơi. Nó level 5, cái quan trọng là nó level 5, tôi level 6. Chứ nếu mà quả đấy nó level 6 thì tất nhiên là tôi đéo có gì để nói rồi các bạn. Nó level 6 thì tôi có cái gì để nói. Tôi không nói gì được luôn. Nhưng mà nó level 5. Bực thật sự luôn ý.
Kata 5 tiền à? Ok, Kata 5 tiền. Ha, bu 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 vào ăn tên ad ạ. Các bạn có gì ấn like giúp tớ lên đề xuất với nhá. Cảm ơn các bạn nhiều. À, cái game này nó còn cách xa cân bằng lắm. Đôi Yasuo đến kiếp sau à? Kệ thôi, quan trọng là mình lên được đôi Lee Sin. Đôi Lee Sin quan trọng. Nó giúp mình giữ máu rồi các bạn, chẳng qua là quả đấy quá đen thôi. Làm sao các bạn có thể xếp đội hình với nhà này, lúc đấy nhà đấy còn chưa có giáp máu Warmog. Con Warwick cầm cái đai à? Vãi cả cứt. Chỉ đơn giản là con Kata nó lỗi quá thôi. Thì có muốn làm gì thì cũng đâu có làm được đâu. Hecari chém chết Yasuo luôn à? Hay như nào? Phải nói. À, mất chuỗi thắng của Sảm cơ. Nếu mà nó cấp 6 thì nó thắng mình là đúng rồi. Nhưng mà nó cấp 5 thắng mình thì cảm thấy vô lý thật sự. 4 ma sứ đi à? Ừ, biết rồi. Tí nữa lên cấp là thành 4 ma sứ có gì đâu các bạn. Cả tại vì nếu tôi bỏ con này ấy, thì tôi mất chiến binh, tôi bỏ con này tôi mất quân đoàn, tôi đâu bỏ được gì đâu các bạn. 4 ma sứ thì lên cấp đả vượt la vào thôi đúng chưa. Các bạn muốn bỏ đi thì bài các bạn nó cũng xấu đi thôi mà, làm vậy làm gì. Morgana 2 xẻng này làm gì. 10 ma sứ à? Và chắc là 7 này, thắng thì bán hết á. Khó thua lắm, bài mình bây giờ bắt đầu vào form rồi. À, chỉ có điều là cần đứng đúng bên thôi. À, như này đi, đỡ sợ sát thủ. Tôi không muốn lại một lần nữa bị nó đụ vào đít đâu. Quá mệt mỏi rồi. Hãy cho trà diệt khổng lồ. Quá căng. Model 2 á. Thì người ta roll người ta ra được thôi các bạn. Check thì người ta đâu cấp 7 là có khả năng ra model 2 cao mà. Đồ toàn đồ quần què gì đây. Cờ lệnh hắc ám. Ấn quân đoàn. Ấn quân đoàn. Hoặc cuồng cung. Ờ, ok. Chắc gọi quần què nữa. Chắc là roll đi, roll một tí đến khi nào channel 2 pan 2. Ra cái quần què gì cả. Ai chà. Má đi một rai chói kìa. Chói quả vãi cứt thật. Ui. Hey, có nỗ lực. Chắc đồ 2, ban 2 win. 4 đồ long, 4 quân đoàn, 4 ma sứ à? Ừ, tôi biết là thế nhưng mà cảm giác cái xẻng này nó vẫn có tiềm năng hơn ý. Với cả mình ghép 4 quân đoàn ở đây, mình cũng không lắp được 4 quân đoàn vô nên là kệ thôi. Đen nhờ, mẹ. Quả đấy mà lên được con ban 2 là win rồi. Ai thiệt. Rush 8 ấy. Rush 8 đi. Có được con này 2 rồi. Không còn nâng cấp nào đáng để lên nữa.
Mình roll 8 được mà tỷ lệ vẫn là 35%. Mà roll 8 thì sẽ bị một cái vấn đề là không ra được channel, nhưng mà mình còn lâu mới có channel 3. Quan tâm đến channel 3 làm gì? Mà cái bài Soraka để ung thư đấy. Nhưng mà một trong những lý do các bạn không chơi nó là bởi vì có người khác tranh thì ăn cứt, nên là chơi Yasuo thôi. Yasuo người khác tranh thì vẫn thắng được, à kiểu vẫn vào top được ý. Không hẳn là thắng, gọi là vào top được đi. Không có đai hắc ám, mình cũng không thể lấy được đai hắc ám. Không có nước mắt thường. Không biết nên lấy áo choàng vàng không ta. Mà chắc thì đã lấy được áo choàng vàng. Tôi nghĩ là tôi vẫn lấy áo trong bạc rồi lắp cùng cung thôi. 4 quân đoàn thì thả lên cấp, lắp quân đoàn hơn à. 4 quân đoàn hơn bao nhiêu phần trăm tốc đánh? 30 mấy phần trăm. Đúng không? 35% và cùng cung mạnh ngay lập tức. Cái vấn đề là hãy nhớ là cùng cung mạnh ngay lập tức. 4 quân đoàn thì phải lên 8. Giữ ma sứ, mấy con khác bán. Aphelios có giá trị gì không? À không, nghĩ ra nó bằng máu với cả bằng máu với cả Vla thì nó cũng chấp nhận được. Bạn này là bạn nhặt kêu chất nhỉ, đánh đội hình kêu level 8 ra kêu để nhặt luôn chất. Cầm sẵn Nicolu chém bao giờ chết được thằng này à? Thua rồi, giết được con át nữa thì tốt. Nice, good job. Thua một quân thôi anh em ạ. Không có ma sứ đâu. Chắc chắn là anh em mình không có ma sứ rồi. Tại vì cái này ra xẻng thần sứ à. Làm gì có ấn, nó không ra đai hắc ám đâu. Nói chung là tôi chỉ lắp này để tí nữa để lại một xẻo được. Thật ra tí nữa mình vẫn có khả năng ra cung à? Không nhỉ? Không không. Tự ra hai cung. Mình khởi đầu đai tự ra hai cung, tự ra ba cung rồi, làm gì có khả năng ra cung nữa. Gần như khả năng ra cung của anh em mình bằng không rồi đó. Lại Katarina, lại bị đít. Yasuo chém gắt thế nhở. Xem vào donate đây. Có em ơi, có cộng đam nhá, thần sử dưới 50% máu là cộng cả team. Và có cộng dồn. Đã có Mordor đâu mà đồ long à. Đúng, làm gì có Mordor, làm gì có Dyna. À, dùng hai đồ long hắc cả. VE Van Gogh. Ôi chà. Vứt bẫy thế thôi, hay là xẻng sát thủ nhỉ, Lee Sin sát thủ. Nè chắc vứt bẫy rồi các bạn. Bí ẩn chắc là vút bẫy rồi. Vút bẫy cho ai là câu hỏi rồi. À, gần như là không muốn vút bẫy cho Lee Sin này vì nó không có nhiều giá trị lắm. Thôi được rồi, để vào tạo vào mày đi. Bắt được hai quân luôn kìa. Xịn đấy.
Ly sát thủ mạnh lắm à? Nè, các bạn ơi, con Ly là con tank duy nhất của tôi đấy. Bây giờ vứt con tank trở thành con sát thủ, xong team đéo có tank nữa. Vâng, tôi chỉ đùa thế thôi các bạn. Tôi không muốn out top các bạn. Ly sát thủ cảm giác như là một cách tốt nhất để out top từ vị thế chắc chắn trong top ấy. Vãi cả Ly sát thủ ạ. À. Lulu, 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 lulu. Oh. Mortal Kaiser. Okay. Bốn đồ long, bốn ma sư chiến binh quân đoàn. Not bad. À, những con Lulu nuốt phát chết một quần. Chắc đây là đội hình anh em mình rồi, Ron thôi, giờ Ron thôi. Ui chà. Ê, tí thì thắng kìa. Up 9. What? Up 9. Thật sự là up 9 à? Thread 3, kệ họ thôi, mình còn cần Yasuo 3, Lee Sin 3, Morgana 3. Họ muốn up gì họ up. Con Rai 2 này cũng hấp dẫn thế à? Con hay Rai 2 này hấp dẫn quá anh em ạ. Lấy được con Morgana nó à, nhà này lên Morgana 3 vào sao anh em mình hơi khó lên thế bán Morgana luôn à, thật ra nhà này tí cũng chết rồi mà à, mình coi như bị chặn không cho nó lên Morgana 3 thì sao, các bạn nghĩ sao về ý tưởng đó? Lobby này cũng nhiều vật lý á, chả quan tâm đến Drive đâu. Viego 2 sẽ mạnh hơn. Mordor 2 thì bán Ly. Em lại bố. Con model giờ nó có giá trị gì mà bán Lee Sin vậy? Giảm hồi máu quan trọng đúng không? Muốn thắng nhà Hecarim thì chắc lấy giảm hồi máu à. Hai cái giáp lửa cơ mà. Thật là con Viego chắc chắn là ngon nhất rồi, nhưng không đến lượt là mình, tôi nghĩ thế. Crit phép hắc ám cho Lee Sin à? Cũng được mà, thật ra thì Lee cũng ra được hai chiêu chứ mấy. Ai, bán sắp ba, chưa thấy con Yasuo, bóng dáng con Yasuo đâu à? Vỗ một phát, nhưng mà có lẽ con tanh. Mà tôi nghĩ là được mà, Lee Sin 3 mà vỗ thì đừng hỏi luôn. Chơi đi em ơi. Anh lo, không vấn đề gì cả. Vỗ đi em. Đọc gì mất đó à? Chuyện bình thường mà bạn. Rank này rồi, các bạn còn đòi cái gì cũng muốn lấy đéo đâu ra. Rank cao thì phải chấp nhận thôi. Làm sao nó mình muốn gì mình có đấy được. À, lại bị Kata đi. Lại là anh Kata ấy à. Sao Ron đen ấy nhở, nãy giờ không ra một con Yasuo nào luôn á. Nhưng mà tôi ít nhất tôi vẫn phải Ron Lee Sin 3 thôi, tôi có thể không cần đánh Yasuo 3 luôn mà tôi phải đánh bắt được Lee Sin 3. Ai, bí ẩn lobby này quan trọng quá nhỉ. Thôi tạm biệt Viego. Cảm ơn bạn đã cống hiến tận lực.
Thằng nào cầm Yasuo 2? Làm gì có ai cầm Yasuo 2 đâu, mấy ông toàn lừa tôi thôi. Yasuo ai thèm chơi đâu. Ê, nó hút chỉ số vẫn thua. Cái bài này đỏ quá rồi, nó lên mắc ping hết rồi. Trận này mình out top không ta? Rôn từng này mà không có. Cũng có một con Yasuo. Gọi là sau con Yasuo đầu tiên, Darius này. Không hơn con nào cả. Không hơn Mo. Không hơn Lee Sin. 6 ma sứ thì sao nhỉ? Bỏ bớt đồ long đi. Cũng chả bỏ được. Darius chắc là chịu rồi. Không bỏ được Diana các bạn. Cho Sezu vào nếu mà có Darius 2 à. All in thôi á. Ít roll bài này roll chậm ách cứt. À, có Kindred bỏ qua luôn rồi. Chưa kịp sâu đội hình rồi. Come on bro, game ơi, đừng bóp dái tôi như vậy. Ai chả biết thì chim to cũng hấp dẫn, nhưng mà đừng làm vậy. Mà man. Tám ra si, 7 ly, 7 ban. Già rồi bỏ lốc chậm mà không phải bỏ lốc chậm. Các bạn không biết cái lỗi bỏ lốc à? Cái lỗi bỏ đồ đấy là suốt ngày bị văng ra không bỏ được á. Bực phải lắc. Thiếu mỗi còn tí này. Morgana 3. Thả lên MOBA và sau mình không lên được. MOBA cho mấy chém lại. Bắt buộc tôi phải lên được Yasuo 3 trận này chứ. Tôi giàu như thế mà tôi không lên được thì vứt cái game này đi các bạn. Nhà Soraka này ăn được cả nhà ngựa cơ à, khỏe thế. À, ăn nhà ngựa đấy là cả một vấn đề nha. Mình cảm giác còn chưa biết là ăn được nhà ngựa hay không các bạn. Đoạn này chuẩn bị bài mình khỏe ai. Kindred 2 đó thì trùm Nunu 3 luôn à. Kháng kháng cực. Surakaba. Nãy mình chém chết nhà nó easy, không biết lần này như nào. LeBlanc còn choáng mất con Yasuo rồi, hơi khó. Yasuo ăn mấy choáng mà mồm liền. Rồi, cút đi bạn. Hành trình của bạn đến đây thôi, gặp tớ thì khó đấy. Đấy, lý do để lại xiềng đấy các bạn. Thế tôi buồn cái bên kia. Nhưng thằng này nó cứ đứng chắn chắn, hiểu không? Ah.
I'm too life, like I don't really need to do it right now. Bình tĩnh, chưa ghép vội. Tại mình 30 máu mình không thua luôn được. Mình đợi mình tích một ít tiền nữa để có nốt quân đó, xong mình hăng ghép. Mà có thể là trận này nếu mà tôi thắng mà không cần ghép thì tôi không ghép luôn. Còn ghép, bây giờ tôi chỉ cần ghép một phát nữa, 30 máu tôi cút luôn. Đấy, nói đơn giản thế thôi. Tôi chỉ cần ghép một cái mà tôi chết là tôi a à, top là tôi mất luôn cái top này à. À, cho nên là nó không đáng. Nó không đáng, mình chắc chắn top 2 rồi mình ghép. Mà có khi mình thắng luôn. Không biết được. Top 1 luôn à? Top 1 luôn rồi. Chị chí. Yasuba mạnh mà. Nói chung là tôi đang chỉ cho các ông cách đánh đúng với cả cái giáp thiên nhân hắc ám thôi. Bởi vì mình còn hai mạng để mạng cuối cùng mình ghép. Còn nếu mình ghép thành một mạng thì nó tệ, hiểu không? Mình mà thua một phát mình đen, mình thua phát là mình cút luôn.